Hello mọi người có thấy cái ngọn núi đằng sau mình đẹp không? Mình đã đi bộ một cái đoạn này rất là dài. Ở đây là một cái ngọn núi mà nó nhô cao, từ giữa một ngọn đồi nó nhô cao lên thành những cái vách đá đây này các bạn ạ. Phía sau mình đây, rất là đẹp luôn. Không biết là trên này có gì không, tại vì nó cũng gần khu dân cư thôi. Hôm nay mình quyết định lên đây chinh phục cái ngọn núi này và tìm kiếm những cái loại lan, những cái gặp gỡ ở đây để cùng chia sẻ đến mọi người nhé. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Vạch đá rất đẹp nha. Cái ngọn núi này là nó là một cái đầu dãy núi các bạn ạ. Ở đây nó là một cái đầu dãy núi và nó sẽ kéo dài dần sang phía bên kia. Rất là dài luôn. Và chắc là cũng rất là khả quan đấy. Tại vì là nhìn cái địa hình nó rất là dốc. Vạch đá rất là cao này. Hôm nay mình sẽ leo lên đây này các bạn này. Và đi dọc theo cái dãy núi này sang tít đầu bên kia các bạn nhé. Mình vừa leo từ dưới lên các bạn này. Mình đi bộ từ cái ngoài làng kia kìa. Đi vào trong này. Đến hết cái đồi này. Và ở đây là mình vừa leo lên đến, gọi là đến lưng chừng núi. Ở chỗ này thì đã có một cái gặp gỡ đầu tiên rồi. Một cái gặp gỡ mà hết sức là tuyệt vời luôn. Giữa một cái vách đá này. Đá này được uốn nếp nhìn, kiến tạo nhìn rất là hoành tráng luôn. Thì ở xung quanh đây bên này mình thấy một cái bụi lan thành đạm sữa này các bạn này. Các bạn xem có đẹp không? Chưa bao giờ mà mình thấy thanh đạm sữa nó có thể bám lên trên một cái thân cây mà nó có thể đẹp được như vậy này các bạn này. Nhìn từ xa mình không biết là cái bụi gì luôn mà lại gần mình mới nhận ra, không nghĩ là nó là cái dòng thanh đạm sữa. Bình thường thì nó sẽ bám ở trên đá. Như đây các bạn thấy đây, ở ngay gần mình đây, nó bám ở trên đá. Đây. Bình thường nó sẽ bám ở trên đá này. Bám trên đá mà cũng không nghĩ là ở đây nó có thể bám được thành những cái bụi mà nó dày như thế này. Nhìn rất là đẹp. Đấy, ở trên đấy cũng còn có những cái bụi mà không kém cái bụi ở trên thân cây nữa các bạn ạ. Trên vách đá này kìa. Khá là nhiều luôn. Đây là địa bàn của những cái bụi thanh đạm sữa rồi. Cái bụi này thật sự là quá là đẹp. Cái bụi này nếu mà mình gặp nó vào cái mùa hoa ấy thì không có gì để tả nổi. Chắc chắn là nó sẽ thành một cái chùm màu trắng hết cái chỗ này luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Vách đá thì ở đây rất là khó đi, rất là dựng đứng này. Bây giờ mình đang gặp khó khăn trong cái vấn đề là tìm một cái lối lên này. Xung quanh đây toàn là thấy là vách đá thôi các bạn ạ. Mong là đi sang bên này thì sẽ có một cái khe để leo lên trên đỉnh xem nào, trên đấy nó có cái gì không các bạn nhé. Mình vừa thành công leo lên rồi mọi người. Mình vừa leo từ dưới kia lên rồi. Lúc nãy mình ở bên kia kìa, ở bên dưới cái chỗ gốc cây to ấy. Thì bây giờ mình lên được trên đỉnh vách rồi các bạn ạ. Trên này thì gió rất là mạnh luôn. Còn ông em của mình thì còn đang leo đây. Hôm nay đi cùng mấy anh em nữa, nhưng mà cùng ba anh em, nhưng có hai anh em thì đi lối khác rồi. Còn hai anh em mình là theo cái lối này lên, thằng em mình đấy, còn đang bò từ dưới vách lên này các bạn ạ. Ui giời, cái vách trắng xóa luôn. Đi theo một cái khe của nó, một cái khe đá, phải dựa vào cái khe đấy là lên trên này. Trên này gió rất là mạnh. Ở đây có mấy loại thanh đạm liền. Còn đây là một cái loại lọng nữa. Lọng này thì lạ phết mọi người ạ. Loại lọng này thì không biết tên này. Không biết là lọng gì này. Thân lá cũng rất là mượt mà, mọc thành một đám ở đây luôn, lẫn với thanh đạm này, thì là ba gân thì cái gì. À, bên kia bắt đầu thấy có một bụi lan, không biết là lan gì các bạn ơi, trên vách đá này kìa. Trên vách đá này có một bụi lan, không biết là gì, không biết là lan nữa có qua được không. Trên này thì có mấy cái bậc đá này đứng được thôi, chứ thực ra thì đường đi vẫn còn gian nan lắm các bạn ạ, chưa lên đến đỉnh đâu. Đấy, bên kia thì có một bụi lan thạch hồng mi này, chưa lên đỉnh đá. Ui, gió rất là mạnh. Ui, cảm giác rất là tuyệt vời, nhưng mà cũng hơi run sợ một chút các bạn ạ, tại vì ở đây nhìn xung quanh chỗ nào cũng rất là cao. Mình đứng ở một cái mỏm đá nó nhô ra khỏi núi này. Khung cảnh trên một cái sống núi này các bạn này. Đây thì mình leo sắp đến đỉnh rồi.
trên này một chút nữa là lên đến đỉnh rồi. Đấy, ở đây thì có rất nhiều lan ngô, toàn lan ngô thôi, bám ở trên đá này kìa, những cái cây lan ngô mà có chùm quả nó dựng trời các bạn ạ. Và lên trên này một chút là lên đến đỉnh núi rồi các bạn nhé. Hôm nay thời tiết âm u và gió rất là mạnh luôn. Đấy, dưới này cũng toàn lan ngô này các bạn này. Những cái cây lan ngô thì thường mọc chĩa ra ngoài vách đá này, toàn ngô thôi, với lại lan lọng. Còn ở trên cái thân cây này thì mình thấy có lan san hô bám đầy cây, rất nhiều luôn. Xung quanh dưới này thì toàn là ngô, vườn ngô luôn, vườn lan ngô và lan lọng. Ở đây nắng quá nhiều cho nên non cây nó rất là lùn, có cả lan râu lược nữa các bạn ạ. Râu lược cũng bám ở trên đá này. Rất là khô khan luôn. Chắc chắn là trước đây cũng có nhiều lan đẹp đấy, nhưng mình nghĩ là người ta lấy rồi, tại vì cái địa hình ở đây quá đẹp. Trên đỉnh một cái vách đá rất là cao này mọi người này. Ở đây là một cái vách cao khoảng 30 mét, nhìn từ dưới, nhìn từ trên này xuống dưới này. Đấy, ở chỗ này thì mình thấy có một bụi lan long, chắc là lan long nhãn thôi, nhìn như là bụi kiều ấy, nhưng long nhãn hoặc kim thoa thôi. Nó mọc ở dưới tán cây này, chĩa ra vách đá này các bạn này. Đấy, bụi lan sống ở một cái chỗ khô khốc luôn. Cái vách đá này thì cực kỳ cao. Đây, xung quanh mình toàn là những cái chỗ rất là dốc. Ở đây có một cái khe đá và phía bên kia cũng có một cái rề lan. Cái rề lan này đặc biệt ở chỗ nó lại mọc ở dưới đất. Rề lan mịn kín này các bạn này. Mịn kín mà lại có thể sống được cả dưới đất nữa. Đấy, các bạn xem. Chỗ này là một cái giải đất nhá. Cái giải đất xen lẫn giữa những khe đá này. Để giải đất mà cái bụi lan này nó trôi ở đâu xuống và nó bám ở đây. Công nhận là cái sức sống của nó cũng rất là phi thường. Rất là nhiều hàng hốc và những cái vách đá cao. Mình sẽ đi dần sang phía bên này. Mấy anh em mình sau khi đi hết một cái dãy núi khá là dài thì cũng không còn thấy có cái loại lan gì đặc biệt để quay cho mọi người xem nữa. Ở đây là mình đã tụt xuống một cái vách đá rồi. Dưới vách đá này thì chắc là không có lan nữa đâu vì nó rất là rộng. Đây là cái vách đá mà được xếp lớp, nó được kiến tạo một cách rất là kỳ lạ luôn các bạn ạ. Cái lớp đá nó uốn đi uốn lại này. Rất là dốc luôn, dốc đứng luôn. Nãy mình vừa leo từ trên này xuống này. Bây giờ là mình sẽ xuống dưới bậc này nữa, một bậc nữa mới lên đất các bạn ạ. Đấy, còn khá là cao này, đang đứng ở giữa vách thôi. Xuống dưới này là mình sẽ cùng mấy anh em là đi về thôi. Khoảng cách từ đây ra đến ngoài làng còn khá là xa, còn phải đi bộ qua những cái bụi gai, bụi rậm nữa thì mới đến được xe. Hôm nay nói chung là mấy hôm nay thì đi rừng không có nhiều gặp gỡ về lan để quay cho mọi người xem. Hy vọng là những cái chuyến tiếp theo sẽ có những nhiều hơn những điều đặc biệt nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mình các bạn nhé.